Trong bớt nhấn mạnh điều kiện nếu Ukraine muốn gia nhập NATO Lá chắn phòng không hàng đầu thế giới của Nga bị Ukraine phá hủy Từ hy vọng đến thất vọng, M-1 Abrams bị binh sĩ Ukraine chỉ trích nặng nề Tình báo Ukraine nói Nga chuyển hệ thống phòng không S-500 tới bảo vệ cầu Crimea. Hamas yêu cầu Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ cho thỏa thuận ngừng bắn Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những thông tin chính trong bản tin thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Ukraine phải giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay với Nga nếu muốn gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt ông Stoltenberg nhấn mạnh thêm với đồng minh, chúng ta cần đảm bảo rằng Ukraine sẽ thắng thế, đó là điều kiện tối thiểu để Ukraine trở thành thành viên của liên minh. Ukraine luôn thúc đẩy tham vọng gia nhập NATO để đảm bảo an ninh tương lai, song Mỹ và nhiều đồng minh ngày càng khép lại cơ hội này. Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đã vạch rõ ranh giới cho nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Times cuối tháng trước, ông Biden nói không sẵn sàng ủng hộ nato hóa ukraine nói thêm rằng ông từng chứng kiến vấn nạn tham nhũng nghiêm trọng ở ukraine khi tới thăm quốc gia này lúc còn làm phó tổng thống ông biden nói hòa bình không có nghĩa là nato thay vì tạo điều kiện cho ukraine gia nhập nato tổng thống mỹ cho rằng điều quan trọng hơn để đảm bảo nền hòa bình lâu dài cho ukraine là liên minh xây dựng quan hệ hợp tác với kiev trong đó bao gồm các đảm bảo an ninh để chúng tôi cung cấp vũ khí để họ có thể tự vệ trong tương lai Ngày 12 tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu với phóng viên bên lề cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Bruxelles rằng Tôi hy vọng các đồng minh sẽ thực sự đưa ra những thông báo quan trọng từ nay đến hội nghị thượng đỉnh, cũng như tại hội nghị về việc cung cấp thêm thiết bị quân sự cho Ukraine. Điều này rất cần thiết để đảm bảo rằng Ukraine chiếm ưu thế với tư cách là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. NATO sẽ họp thượng đỉnh vào ngày 9-10 tháng 7 tại Mỹ. Một trong những chủ đề quan trọng của hội nghị là tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, nếu không có điều đó thì không có vấn đề gì về tư cách thành viên cho Ukraine được đưa ra thảo luận. Chúng ta cần đảm bảo rằng Ukraine sẽ thắng thế, đó là điều kiện tối thiểu để Ukraine trở thành thành viên của Liên minh. Giới chức Ukraine tiếp tục thúc đẩy các bước đi cụ thể hướng tới việc gia nhập NATO. Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanisina nói với Politico trong tháng này rằng, Chúng tôi cũng mong đợi các quyết định cụ thể liên quan đến tư cách thành viên của Ukraine trong NATO trong một gói các đảm bảo khác về tính liên tục của viện trợ quân sự. Các thành viên của Liên minh loại trừ khả năng kết nạp Ukraine khi xung đột với Nga chưa kết thúc. Hồi tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine cần đánh bại Nga trên chiến trường để có thể gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Theo báo Kiev Independent của Ukraine, Tổng thống Zelensky phát biểu trong khi cùng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gặp gỡ các sinh viên tại Đại học Quốc phòng ở thủ đô Kiev và được truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin. Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói, khi mời một quốc gia tham dự vào liên minh, chúng tôi không chỉ cần một sự đồng thuận đa số, mà là một sự đồng thuận hoàn hảo giữa 32 thành viên. Ông Stoltenberg cho biết thêm, NATO chưa đạt được một sự đồng thuận cho đường hướng để Ukraine trở thành thành viên, nhưng liên minh hiện đang làm việc về việc này. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh nước này chỉ có thể gia nhập NATO khi chiến sự Nga-Ukraine kết thúc. Ông hy vọng chiến thắng của Ukraine trước Nga sẽ thúc đẩy các thành viên NATO đạt được sự đồng thuận tuyệt đối về việc gia nhập của Kiev. Hệ thống S-400 của Nga được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới. Tuy nhiên, nhiều đơn vị S-400 đã bị một số vũ khí do phương Tây viện trợ cho Ukraine phá hủy. Gần đây, lực lượng Ukraine cũng đã phá hủy nhiều hệ thống S-400 và S-300 cùng hai radar của hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga tại một số khu vực trên bán đảo Crimea. Mặc dù Ukraine không tiết lộ loại tên lửa nào đã được sử dụng trong các cuộc tấn công gần đây vào Crimea, nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, Mỹ cho biết đó có thể là Atak MS, tên lửa đạn đạo chiến thuật do Mỹ sản xuất. Riba, một blogger quân sự có ảnh hưởng của Nga, cho biết Ukraine đã tấn công Crimea bằng ít nhất 12 tên lửa Atak MS. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết không có tên lửa nào do chúng tôi phóng bị hệ thống phòng không hiệu quả cao của đối phương đánh chặn. Rezan Menon, giám đốc chương trình chiến lược lớn tại Tổ chức Nghiên cứu Defense Priorities của Mỹ, đã mô tả S-400 là hệ thống phòng không hàng đầu của Nga. Tuy nhiên, Ukraine vẫn có thể phá hủy một số hệ thống này. Tuy nhiên, các hệ thống phòng không hiện đại này dường như dễ bị tổn thương trong cuộc xung đột ở Ukraine và Kiev có thể đã sử dụng các chiến thuật khéo léo và sáng tạo để phá hủy nó. Frederick Mertens, nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hagu, nói rằng tên lửa Ukraine đang lọt qua với tốc độ có thể gây ra vấn đề thực sự cho phía Nga. Trong khi đó, George Baros, nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, cảnh báo vấn đề này thực sự có thể trở nên tồi tệ hơn đối với Nga. Ông nói rằng Việc các đồng minh phương Tây cấp phép cho Ukraina sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga sẽ khiến các hệ thống phòng không của Nga gặp nguy hiểm. Ngoài ra, theo ông Mick Ryan, tướng lục quân Úc đã về hưu và là chiến lược gia quân sự, với sự hỗ trợ từ các nước NATO và học thuyết nhắm mục tiêu chung của liên minh quân sự này, Ukraina đã trở nên tinh vi và bài bản hơn rất nhiều trong việc đối phó những hệ thống lợi hại của Nga. Cũng theo ông Ryan, Ukraina đã biết cách bảo vệ hệ thống tên lửa của mình tốt hơn Nga. Ukraine có thể đã áp dụng một số chiến thuật sáng tạo để có thể tấn công và phá hủy những hệ thống tinh vi này của Nga. Ông Ryan cho rằng việc Ukraine phá hủy thành công một số tổ hợp S-400 giúp các đồng minh phương Tây và NATO biết cách đánh bại hệ thống này trong tương lai. Theo ông này, đây là cơ hội lớn để các tổ chức quân sự và tình báo phương Tây thu thập được năng lực quân sự của Nga về mọi mặt. Tuy nhiên, theo ông Matthias Eken, chuyên gia phòng thủ tên lửa tại RAND Corporation, việc phá hủy các hệ thống phòng không của Nga có thể là ưu tiên của các phi công Ukraine lái F-16, song đối phó S-400 vẫn sẽ là thách thức lớn vì hệ thống này là mối đe dọa đáng kể nhất với các chiến cơ này. Báo chí Nga vừa đăng tải một bức ảnh cho thấy tiêm kích Su-35S của lực lượng hàng không vũ trụ Nga được trang bị tối đa vũ khí chiến đấu cả trên không và tấn công mặt đất. Nó được so sánh với chế độ quái thú nổi tiếng mà chiếc F-35 của Mỹ thực hiện máy bay gần như đạt đến mức tối đa về tải trọng vũ khí mang theo khi chỉ có duy nhất một trong 12 điểm treo trên cánh và chính giữa phần thân bị bỏ trống. Theo giới chuyên gia quân sự, gần như ở đó chắc chắn phải có một tên lửa không đối đất KH-31 nhưng đã được phóng đi. Ý kiến này được đưa ra căn cứ vào các loại vũ khí phân bổ bên cánh còn lại bởi chúng thường xuyên treo đối xứng nhau. Khối lượng vũ khí còn lại trên chiếc tiêm kích bao gồm một tên lửa KH-31 ở gốc cánh phải, một cặp tên lửa R-77-1, dành cho các trận không chiến tầm trung và một cặp R-73 dành cho các tình huống cận chiến. Chính giữa thân máy bay, giữa cửa hút gió của động cơ là những quả tên lửa không đối không tầm siêu xa R-37M lợi hại dùng để tấn công máy bay đối phương ở đường chân trời. Chuyên gia hàng không quân sự nổi tiếng của Nga với biệt danh Fighter Bomber nói rõ, theo thông lệ của phương Tây, cách thức mang vũ khí như vậy được gọi là chế độ quái thú, còn trong văn hóa của chúng ta, nó được gọi là chế độ mái nhà. Tuy vậy cần nói thêm, tải trọng vũ khí tối đa mà tiêm kích Su-35S mang được vẫn chỉ giới hạn ở mức 8 tấn, so với một chiến đấu cơ hạng nặng khác của Mỹ là F-15EX thì khoảng cách vẫn rất đáng kể. Tiêm kích của Mỹ mang được tải trọng vũ khí lớn nhất là 10,6 tấn, trên cánh và thân có các mấu cứng đa năng có thể tích hợp tối đa 24 tên lửa các loại. Trong khi đó, chiếc F-35 với một động cơ cũng mang được trên 9 tấn vũ khí ở chế độ quái thú. Vấn đề nữa cần lưu ý đó là tiêm kích đa năng Su-35 có thể được đẩy mạnh sản xuất trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Người đứng đầu tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất UAC, ông Yuri Slyusa mới đây cho biết nhà máy chế tạo hàng không ở Komsomolsk on Amur, KZAZ đã đạt được tốc độ sản xuất tối ưu trong khuôn khổ chương trình năm nay. Trong thời gian qua, nhà máy KNAZ đã tăng đáng kể khối lượng sản xuất đối với máy bay chiến đấu Su-35 Flanker E và cả Su-57 Phelan thế hệ mới nhất. Được tích hợp thiết bị điện tử và vũ khí tiên tiến, tiêm kích thế hệ 4 cộng cộng này liên tục giành được những chiến thắng thuyết phục đánh bại không quân Ukraine. Su-35 cũng rất xuất sắc trong việc bắn hạ tên lửa hành trình, chế áp hệ thống phòng không và sử dụng bom dẫn đường chính xác cho những cuộc tấn công mặt đất. Không rõ liệu KNAZ sẽ dừng lại ở mức sản xuất 200 chiếc Su-35 mỗi năm như đã nêu hay vượt quá con số này. Yếu tố không chắc chắn chính là quy mô đơn đặt hàng của Iran bên cạnh việc giao 20 máy bay ban đầu. Trang min.in.ua đưa tin các đơn vị thuộc cơ quan biên phòng quốc gia Ukraine gần đây phát hiện UAV trinh sát Zala 42116E Nga đang bay trên bầu trời tỉnh Mykolaiv thay vì dùng tên lửa bắn hạ khí tài đối phương, biên phòng Ukraine đã sử dụng FPV. Theo những hình ảnh do chiếc FPV ghi lại, khí tài này nhanh chóng đuổi theo và thực hiện đòn tấn công nhằm vào cánh phải UAV trinh sát. Chiếc UAV sau đó rơi xuống một cánh đồng lúa. Thông cáo từ cơ quan biên phòng quốc gia Ukraine viết, nhờ tính chuyên nghiệp và phản ứng nhanh, người điều khiển FPV đã phá hủy khí tài đối phương. Chiếc UAV bị mất một bên cánh và rơi xuống đồng lúa. Nhiệm vụ trinh sát của khí tài trên đã thất bại truyền thông Ukraine cho biết nước này đã phát triển loại đạn xuyên giáp được gọi là EFP tương thích với các UAV FPV. Đạn EFP được thiết kế để chống lại các phương tiện quân sự bọc thép, bao gồm thiết giáp chở quân hoặc xe chiến đấu bộ binh và pháo tự hành. Theo nguồn tin Ukraine, loại đạn này có thể di chuyển với tốc độ 1.800m một giây, tương đương 6.480 km một giờ. Chuyên gia quân sự David Hambling cho biết loại đạn EFP này không phải là công nghệ mới mà là phiên bản của đạn xuyên giáp tiêu chuẩn. Ông nói với Newsweek rằng EFP xuyên giáp ít hơn so với các loại đạn có hình dạng khác, đó là lý do tại sao chúng ít phổ biến hơn, tuy nhiên chúng có tầm bắn xa hơn nhiều. Ưu điểm chính của loại đạn trên máy bay không người lái FPV của Ukraine nằm ở chỗ người điều khiển có thể kích hoạt đạn từ xa. Ông nói thêm, EFP cũng sẽ lao thẳng qua lồng hoặc lưới thường được sử dụng để bảo vệ phương tiện khỏi FPV drone đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường Ukraine, giúp cả hai bên giám sát mọi hoạt động của đối phương khiến mặt trận gần như tê liệt. Vô số máy bay không người lái drone đang vần vũ hàng ngày trên bầu trời ở tiền tuyến Ukraine, săn tìm bất kỳ dấu hiệu di biến động nào trên mặt đất, đến nỗi cả binh sĩ Ukraine và Nga đều không dám rời khỏi nơi ẩn nấp. Mỗi khi làm nhiệm vụ, thay vì hành quân theo đội hình, họ lao từ công sự này sang công sự khác, hy vọng các phi công điều khiển drone đối phương không phát hiện. Những người điều khiển drone chuyên nghiệp với khả năng được mài rũa trên mặt trận có thể săn lùng một người lính bộ binh đến tận cùng, bám theo họ đến tận nơi ẩn náu hay chiến hào để tung đòn quyết định. Xe tăng M1 Abrams do Mỹ viện trợ cho quân đội Ukraine từng được ca ngợi là nhân tố thay đổi cuộc chơi trên chiến trường. Tuy nhiên, chiếc xe tăng này ngày càng bộc lộ nhiều điểm yếu và tỏ ra không hiệu quả như mong đợi. Việc triển khai xe tăng M1A1 Abrams nhằm giúp quân đội Ukraine tăng cường khả năng chiến đấu trước các lực lượng Nga. Tuy nhiên, thực tế chiến trường đã làm dấy lên những nghi ngờ về tính hiệu quả của chiếc xe tăng này. Tháng 1 năm 2023, các quan chức Ukraine đã nêu bật sự cấp thiết phải bổ sung những loại xe tăng tiên tiến cho quân đội của họ và Mỹ đã đồng ý gửi 31 chiếc Abrams tới Ukraine. Mỗi chiếc xe tăng M1 Abrams trị giá khoảng 10 triệu đô la Mỹ được cho là rất cần thiết để chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga Đến tháng 10 năm 2023, tất cả 31 xe tăng đã đến Ukraine và làm dấy lên hy vọng về việc đảo ngược tình thế chiến lược trên chiến trường. Tuy nhiên, chiếc xe tăng này đã gặp thách thức lớn khi phải đối mặt với máy bay không người lái của Nga. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với CNN, các kíp lái xe tăng Ukraine được huấn luyện ở Đức đã chia sẻ mối quan ngại của họ về hiệu suất của xe tăng Abrams. Họ nói rằng lớp giáp của xe tăng không đủ chắc chắn để đối phó với những loại vũ khí hiện đại của Nga. Một thành viên của kíp lái đang huấn luyện ở Đức có biệt danh là Dnipro chỉ ra rằng xe tăng Abrams là mục tiêu số 1 trên chiến trường. Anh ta nói thêm không có các biện pháp phòng thủ chắc chắn, kíp lái xe tăng sẽ không thể sống sót trên chiến trường. Ngoài hạn chế về lớp giáp bảo vệ, xe tăng Abrams cũng tồn tại các vấn đề về kỹ thuật. Trong chuyến thăm của các phóng viên CNN tới Ukraine, một chiếc Abrams đã không thể di chuyển do trục trặc động cơ dù mới được vận chuyển từ Ba Lan không thể phủ nhận vai trò quan trọng của xe tăng chiến đấu chủ lực mbt trong chiến tranh hiện đại cuộc xung đột đang diễn ra giữa nga và ukraine đã chứng minh rằng không thể tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn mà thiếu sự hỗ trợ của những chiếc xe tăng tuy nhiên do một số yếu tố chủ quan và khách quan đã gây ra sự khó khăn trong việc sử dụng xe tăng abrams trên tiền tuyến ukraine một số nguồn tin phương tây đã chỉ trích giới lãnh đạo ukraine vì lập kế hoạch tác chiến kém Tuy nhiên, thực tế là lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp bất lợi nghiêm trọng trước quân đội Nga được trang bị tốt và có tuyến phòng thủ kiên cố. Hiệu quả của xe tăng Abrams cũng bị cản trở đáng kể do thiếu sự hỗ trợ từ trên không, một yếu tố quan trọng trong chiến tranh hiện đại. Trong cuộc phỏng vấn, các kíp lái xe tăng Ukraine đã nhắc lại nhiều lần về sự khác biệt của điều kiện chiến đấu ở Ukraine so với các nước NATO. Xe tăng Abrams được thiết kế theo phong cách tác chiến của NATO, trong đó sức mạnh không quân và pháo binh đóng vai trò then chốt trong việc chuẩn bị chiến trường trước khi xe tăng và bộ binh tiến lên. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không thể đáp ứng các yếu tố này. Hệ thống phòng thủ kiên cố chỉ có thể bị chọc thủng bằng sức mạnh không quân, pháo binh áp đảo và số lượng lớn thiết giáp hạng nặng. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của quân đội Ukraine là rất khó khăn. Washington chỉ cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Ukraine và một số tính năng chính của xe tăng đã bị tháo gỡ để tuân thủ các hạn chế xuất khẩu. Các chuyên gia cho rằng Ukraine cần ít nhất hai lữ đoàn xe tăng Abrams với khoảng 200 chiếc để có thể tạo ra tác động đáng kể trên chiến trường. Ukraine đã trở thành nghĩa địa của xe tăng bất chấp thiết kế và công nghệ tiên tiến. Những chiếc xe tăng hiện đại nhất của phương Tây vẫn phải chịu chung số phận như nhiều chiếc xe tăng khác trước đó và phải khuất phục trước thực tế khắc nghiệt của chiến trường. Lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine cho biết Nga điều tổ hợp phòng không S-500 tiên tiến nhất tới bán đảo Crimea để bảo vệ cây cầu cùng tên. Trung tướng Kirill Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine GUR ngày 12 tháng 6 cho biết Nga đang tăng cường năng lực phòng không, điều này khá rõ ràng và dễ hiểu. Các thành phần mới nhất của S-500 đã xuất hiện. Theo ông Budanov, Nga đã điều tổ hợp S-500 đến thành phố Kursk gần cây cầu nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar. Lãnh đạo GUR nói đây sẽ là một cuộc thử nghiệm. Nga sẽ tiếp tục dùng cầu Kursk và khi công trình này còn tồn tại, tổ hợp S-500 sẽ ở đó. Cầu Krum, còn gọi là cầu Kursk, dài khoảng 19 km, là cầu dài nhất ở châu Âu và có tổng giá trị lên tới 3,7 tỷ đô la Mỹ. Công trình được xem là biểu tượng về năng lực thực hiện các đại dự án hạ tầng của Nga, cũng như giấc mơ khôi phục ảnh hưởng và sức mạnh của nước này. Ukraine nhiều lần tấn công cầu Crimea, song chỉ gây thiệt hại cho một số đoạn đường và Nga nhanh chóng khắc phục sau đó. Các quan chức tình báo Ukraine tuyên bố đánh sập cầu Crimea là điều không thể tránh khỏi. Nga cảnh báo sẽ đáp trả tan khốc nếu Ukraine còn tiếp tục tấn công cầu Crimea. Tổ hợp S-500 Prometheus là tổ hợp phòng không và phòng thủ tên lửa đạn đạo bổ sung năng lực cho hệ thống S-400 Triumph. Quân đội Nga lần đầu công bố hình ảnh thử nghiệm S-500 vào tháng 7 năm 2021 và biên chế sau đó 2 tháng, Nga phát triển tổ hợp S500 Prometey từ năm 2009 để thực hiện cả nhiệm vụ phòng không và đánh chặn tên lửa đạn đạo. Trong nhiệm vụ phòng không, S500 có tầm bắn 400 km, đủ sức tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tối đa 40 km và tốc độ 25.200 km/h, cho phép bắn hạ mọi tiêm kích vượt âm trên thế giới. Đối với nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo, S500 đạt tầm bắn khoảng 500 đến 600 km có thể theo dõi 20 mục tiêu cùng lúc và chặn đồng thời 5 đến 10 tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối hoặc giữa hành trình. S-500 còn được phát triển để bắn hạ vệ tinh ở quỹ đạo thấp quanh trái đất, cũng như các mục tiêu trong không gian nhằm đối phó với vũ khí vũ trụ của Mỹ. Mỗi hệ thống S-500 được cấu thành từ 3 bộ phận chính gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến thuật, đơn vị tác chiến phòng không và phòng thủ tên lửa và đơn vị phòng thủ vũ trụ. Tên lửa chính của hệ thống S-500 có tên 40N6 với chiều dài 9,14m. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn 2 tầng, tốc độ bay Mach 9, tầm bắn 500km và độ chính xác tới 95%. S-500 có thể đánh chặn tên lửa hành trình siêu thanh và các mục tiêu trên không khác ở tốc độ cao hơn Mach 5, độ cao có thể lên tới 180-200 đến 200 km. Việc đoàn hộ tống xe tên lửa Buk Nga chưa xuất phát đã tạo cơ hội cho máy bay không người lái UAV cảm tử Switchblade Ukraine dễ dàng tập kích. Video được trang quân sự min.in.ua đăng tải cho thấy UAV trinh sát Shark của quân đội Ukraine khi hoạt động ở khu vực làng Sarabas thuộc tỉnh Donetsk đã phát hiện quân đội Nga chuẩn bị di chuyển xe tên lửa Buk M2 đến vị trí tác chiến mới. UAV Shark liền báo tin về cho các đơn vị thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt SSO Ukraine tác chiến tại tỉnh Donetsk. SSO sau đó đã điều một UAV cảm tử Switchblade do Mỹ viện trợ tới tấn công xe tên lửa Buk M2 trước khi đoàn hộ tống kịp xuất phát. Đòn tấn công từ UAV lập tức khiến xe tên lửa Buk bốc cháy dữ dội, buộc phía Nga phải hủy bỏ nhiệm vụ hộ tống. Mil.in.ua cho hay, Switchblade là UAV do công ty Aerovironment thiết kế và được đưa vào biên chế một số lực lượng của Mỹ từ năm 2011. Việc UAV này có tên gọi là Switchblade, tức giao gấp vì có những phần cánh giống như lưỡi dao có thể bật ra khi phóng lên. Thời gian vừa qua, Ukraine thường xuyên sử dụng UAV tấn công vào các mục tiêu của quân đội Nga. Mới đây, một máy bay chiến đấu đa năng Su-57 tiên tiến của Liên bang Nga đã bị tấn công và đánh trúng bởi thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine. Thông tin nêu trên được tờ Ukraine Skrapravda đăng tải dựa trên nguồn thông báo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, DIU. Vụ tấn công diễn ra nhằm vào chiếc Su-57 ở sân bay Akhtubinsk, ở tỉnh Astrakhan của Nga, cách khu vực xung đột ở Ukraina 589 km. Dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh, sân bay Asttobinsk, DEU cho biết thêm, chiếc Su-57 ở đây còn nguyên vẹn, trong khi các hình ảnh cho thấy đã xuất hiện một số hố gây ra bởi vụ nổ cũng như các vết cháy rõ ràng do cuộc tấn công gây ra. Blogger quân sự Fighter Bomber gần gũi với không quân Nga xác nhận trên tài khoản Telegram rằng, thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine đã thành công trong việc bắn trúng và làm hỏng một chiếc Su-57 của Liên bang Nga tại sân bay Akhtubinsk. Theo Fighter Bomber, chiếc Su-57 bị mảnh đạn làm hỏng, hiện đang xác định liệu nó có thể được phục hồi hay không. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một chiếc máy bay chiến đấu đa năng tiên tiến Su-57 của quân đội Liên bang Nga bị đánh trúng. Theo Sputnik, Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ 5 của Liên bang Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển, cũng như chế áp các hệ thống điều khiển máy bay của đối phương. Cuộc tấn công mới của Nga nhằm vào ngành điện Ukraine trong mùa xuân hiện đã phá hủy khoảng một nửa khả năng tạo ra điện của quốc gia này, dáng đòn mạnh vào tinh thần chiến đấu cũng như ngành sản xuất công nghiệp của Kiev. Điều tồi tệ hơn là Ukraine có rất ít triển vọng về một giải pháp nhanh chóng khắc phục tình hình trước khi bước vào mùa đông thứ ba của cuộc xung đột. Kể từ đầu năm nay, Nga đặt mục tiêu hoàn thành công việc mà họ chưa thể hoàn thành đầu năm 2023, đó là phá hủy ngành năng lượng của Ukraine. Bắt đầu từ tháng 3, Nga đặc biệt nhắm vào các nhà máy điện lớn nhất của Ukraine trong 6 đợt tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái, xóa sổ khoảng 9 gigawatt sản lượng điện, tương đương một nửa tổng sản lượng điện của cả nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một hội nghị tái thiết ở Berlin cách đây ít hôm rằng các cuộc tấn công của Nga đã xóa sổ 80% các nhà máy điện chạy bằng than và khí đốt lớn của Ukraine, cũng như một phần ba cơ sở thủy điện của nước này. Chuyên gia Ukraine tại Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông ở Warsaw Slavomir Matusjak cho biết, sự khác biệt là trước đây họ chủ yếu nhắm vào các đường dây truyền tải và trạm biến áp. Còn bây giờ, họ đang phá hủy các nhà máy phát điện. Các cuộc tấn công trước đây tương đối dễ phục hồi sau vài ngày hoặc vài tuần. Nhưng bây giờ phải cần một đến 2 năm để xây dựng lại. Xong không có gì đảm bảo bởi vì chúng có thể dễ dàng bị tấn công lại. Đối với các nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc tấn công mới của Nga đặt ra mối đe dọa với khả năng vốn đã bị kéo căng của nước này trước các cuộc ném bom không ngừng của Moscow sự gián đoạn về kinh tế xã hội cũng như việc huy động lực lượng. Giữa bối cảnh đó, nghị sĩ Ukraine Kira Rudik đã kêu gọi phương Tây hỗ trợ cho nước này tiêm kích F-16 và Mirage. Việc Nga tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine cũng tạo ra sự cấp bách mới cho câu hỏi làm thế nào và khi nào tận dụng tài sản bị đóng băng của Moscow để hỗ trợ Ukraine. Các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu đang thực hiện kế hoạch biến số tiền thu được từ khoản tiền mặt bị phong tỏa của Nga thành một khoản vay lớn cho Ukraine một số nước phương Tây đang chú ý lời kêu gọi của Ukraine về việc tăng cường phòng không, điều có thể giúp bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc tấn công của Nga. Đức hiện đang cân nhắc điều động tổ hợp phòng không Patriot thứ tư, trong khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi các đồng minh hành động nhiều hơn nữa. Italia đang chuẩn bị gửi thêm hệ thống phòng không của mình, trong khi Tây Ban Nha cũng đang cung cấp thêm vũ khí phòng không. Cuối tuần trước, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa thêm tên lửa phòng không và gói viện trợ mới nhất cho Ukraine. Tăng cường phòng không là điều kiện cần nhưng chưa đủ để bắt đầu xây dựng lại ngành điện đang bị tàn phá của Ukraine. Ngay cả tại những nhà máy lớn có lá chắn phòng không như trạm phát điện chypila quan trọng ở Kiev, lực lượng Ukraine đã cạn kiệt đạn dược do cuộc tấn công lớn của Nga vào tháng 4 và nhà máy này đã bị phá hủy. Tuy nhiên, dù có hệ thống phòng không tốt hơn, các chuyên gia năng lượng vẫn đặt câu hỏi về khả năng sản xuất điện từ 2-3 gigawatt trước mùa đông. Một giải pháp ngắn hạn nhưng tốn kém là dựa vào nhập khẩu điện nhiều hơn từ châu Âu ngay trước khi cuộc tấn công của Nga bắt đầu vào năm nay, Ukraine thực tế đã xuất khẩu lượng điện dư thừa sang châu Âu, nhưng điều đó đã sớm bị đảo ngược. Hiện nay, Ukraine có thể nhập khẩu khoảng 1,7 gigawatt điện từ châu Âu và trong hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có thể phải nhập hơn 2 gigawatt điện. Vấn đề là điện nhập khẩu đắt hơn điện được trợ cấp mà Ukraine sản xuất trong nước, làm trầm trọng thêm tình hình tài chính vốn đã căng thẳng của quốc gia này. Giải pháp khác là xây dựng thêm nhiều nhà máy điện nhỏ, phi tập trung, bao gồm các tua bin chạy bằng khí đốt nhỏ và các nguồn tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Nhu cầu sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn đã thực sự gia tăng trong thời kỳ xung đột và đặc biệt là sau cuộc tấn công dữ dội của Nga vào mùa xuân năm nay khi Ukraine tìm kiếm các nguồn phát điện mới. Khi đề cập về khả năng xảy ra xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga trong trường hợp phương Tây gửi binh sĩ đến Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã từng nói, trong trường hợp đó, vấn đề không phải là về khả năng xảy ra mà là về tính không thể tránh khỏi. Đó là cách chúng tôi đánh giá. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng các nước NATO cũng nên đánh giá và nhận thức được hậu quả của những hành động như vậy. Họ nên tự hỏi rằng liệu điều này có phù hợp với lợi ích của họ hay không và quan trọng nhất là với lợi ích của công dân nước họ hay không. Mới đây nhất, viết trên Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh việc phương Tây gửi binh sĩ đến lãnh thổ Ukraine sẽ khiến quốc gia của họ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và chúng tôi sẽ phải đáp trả. Và thật không may, không phải chỉ trên lãnh thổ Ukraine sẽ có một thảm kịch toàn cầu. Và trên thực tế, trước việc các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây, cũng như các cố vấn quân sự, huấn luyện viên quân sự và lực lượng đặc biệt của phương Tây xuất hiện trên chiến trường Ukraine, Nga không hề nhẹ tay trong quá trình tấn công. Ông Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Moscow về đàm phán an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Viên, Áo vừa qua đã tiết lộ rằng sau khi nắm được tung tích của các nhóm quân sự của mỹ và phương tây trên lãnh thổ ukraine quân đội nga đã khóa thành công mục tiêu rồi tiến hành đòn tấn công chính xác được biết vào thời điểm đó các thành viên của nhóm quân sự từ nhiều quốc gia đang tập trung tại một căn hầm chỉ huy ở trung tâm huấn luyện javrov để thảo luận về cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào nga khi các nhóm quân sự của phương tây vừa tập kết xong cuộc tấn công tên lửa của nga ập đến tên lửa nga tấn công hầm trú ẩn từ trên cao xuyên qua nóc hầm và phát nổ. Theo thông tin, một lượng lớn binh sĩ Mỹ đã có mặt tại hiện trường khi hầm trú ẩn bị phá hủy. Hiện chưa rõ có bao nhiêu quân nhân Mỹ thương vong do cuộc tấn công của Nga, cũng như không biết quân nhân của nước nào cũng bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ tấn công. Tuy nhiên, đây là thông tin một chiều từ phía Moscow rất khó có thể kiểm chứng. Hồi đầu tháng 3, Ngoại trưởng Ba Lan Sikorsky cho biết binh sĩ NATO đã hiện diện ở Ukraine, nhưng không nêu cụ thể là từ những nước thành viên nào. Ông nói, binh sĩ từ các quốc gia NATO đã có mặt ở Ukraine. Tôi muốn cảm ơn đại diện của các quốc gia đang chấp nhận rủi ro này. Họ biết họ là ai. Thời điểm đó, ông Sikorsky không nêu rõ mình đang nhắc đến những quốc gia nào. Bình luận về phát biểu của ông Sikorsky, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với tờ Izvestia rằng NATO không còn lý do gì để phủ nhận điều đó nữa. Bộ Quốc phòng Azerbaijan thông tin, Nga đã hoàn tất việc rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi khu vực nagorno karabakh AFP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết, quá trình rút toàn bộ nhân lực, vũ khí và thiết bị của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đã hoàn tất trong ngày 12 tháng 6. Quá trình rút quân bắt đầu từ tháng 4 với sự thống nhất giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Azerbaijan Inham Aliyev. Trước đó, lực lượng Azerbaijan đã giành quyền kiểm soát khu vực này từ phe ly khai người Armenia sau cuộc tấn công vào tháng 9 năm 2023 xung đột Armenia-Azerbaijan nổ ra vào năm 2020 khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Yerevan và Baku vào tháng 11 năm 2020 đã chấp nhận ký thỏa thuận ngừng bắn với Nga làm trung gian. Theo đó, Moscow sẽ điều gần 2.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình đến Nagorno-Karabakh để giám sát lệnh ngừng bắn. Kế hoạch ban đầu là lực lượng Nga sẽ ở lại khu vực này đến năm 2025. Song xung đột tại Ukraine được cho là nguyên nhân khiến Moscow rút quân sớm hơn thời hạn. Khu vực Nagorno-Karabakh được quốc tế công nhận là một phần lãnh thổ của Azerbaijan, dù phần đông dân số nơi đây là người Armenia. Nơi đây được phe ly khai ủng hộ Armenia kiểm soát trong gần ba thập niên. Cuộc xung đột đã làm giãn nứt mối quan hệ đồng minh truyền thống giữa Nga và Armenia khi Moscow vẫn duy trì mối quan hệ nồng ấm với Azerbaijan. Armenia cáo buộc Nga không bảo vệ được nước này trước mối đe dọa an ninh từ Azerbaijan. Sau khi mất Nagorno-Karabakh, Armenia tìm cách thiết lập các liên minh an ninh mới bằng cách tăng cường quan hệ với phương Tây. Ngoại trưởng Armenia Ararat Mizoran và trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách châu Âu và Á Âu James O'Brien hôm 11 tháng 6 ra tuyên bố chung cho biết Yerevan và Washington đã đồng ý nâng cấp tình trạng đối thoại song phương lên Ủy ban Đối tác Chiến lược. Hồi tháng 5, Armenia trả lại cho Azerbaijan bốn làng dọc biên giới mà nước này chiếm giữ từ thập niên 1990. Động thái này được Thủ tướng Armenia Nikon Basinzan coi là cơ sở để đạt được thỏa thuận hòa bình hoàn toàn với Baku, đã gây ra làn sóng phản đối trong nước. Thủ tướng Nikon Basinzan mô tả động thái này nhằm đảm bảo thỏa thuận hòa bình cuối cùng với Azerbaijan, song khiến nhiều người Armenia tức giận và biểu tình phản đối. Họ cho rằng quyết định này có thể cô lập họ khỏi phần còn lại của đất nước và cáo buộc Thủ tướng Basinzan đơn phương nhường lãnh thổ cho Azerbaijan mà không nhận lại được bất kỳ sự đảm bảo nào. Tại hội nghị về phục hồi Ukraine đang diễn ra ở Berlin, Đức, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đã đồng ý về một gói viện trợ mới cho Ukraine, bao gồm 1,9 tỷ euro, tương đương khoảng 2 tỷ đô la Mỹ của khối và khoảng 1,5 tỷ euro, tương đương 1,6 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận thu được từ các tài sản cố định của Nga. Bà Leyen nói, khoảng 1,5 tỷ euro lợi nhuận thu được từ tài sản của Nga sẽ được phân bổ vào tháng 7 tới. 90% trong số tiền này sẽ dành cho quốc phòng, 10% để tái thiết. Vào cuối tuần này, tại hội nghị thượng đỉnh G7, chúng tôi sẽ thảo luận thêm về cách Ukraine có thể hưởng lợi nhanh hơn nữa từ số tiền thu được từ tài sản cố định của Nga. Bà Leon cũng bác bỏ những lo ngại về tác động tiềm ẩn của động thái này đối với hệ thống tài chính toàn cầu, khẳng định EU đã thực hiện điều đó phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời đảm bảo sự ổn định của thị trường tài chính. Cho đến nay, các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đều không chọn cách tự mình tịch thu các tài sản bị phong tỏa của Nga do lo ngại vấn đề pháp lý. Tuần trước, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF một lần nữa nhấn mạnh quan điểm cho rằng quyết định như vậy cần phải có cơ sở pháp lý vững chắc. Người phát ngôn IMF, Julie Kozak cho biết trong một cuộc họp báo, Chúng tôi đã nêu quan điểm rõ ràng và công khai. Đối với IMF, bất kỳ hành động nào được thực hiện đều phải có đủ cơ sở pháp lý và nó không được làm suy yếu chức năng của hệ thống tiền tệ quốc tế. Trước đó, báo Nikkei Asia của Nhật Bản dẫn nguồn thạo tin nói rằng G7 gồm Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, Canada và Italia sẽ lập một quỹ viện trợ cho Ukraine sử dụng lợi nhuận từ các tài sản đóng băng của Nga. Quỹ này cho phép các khoản vay được hoàn trả bằng nguồn thu nhập từ tài sản đóng băng của Nga, từ đó giúp các nước phương Tây có thể viện trợ ngay lập tức cho Ukraine một khoản tiền vượt mức. Quan chức trên cho biết thêm, nếu vì lý do này hay lý do kia tài sản của Nga không bị phong tỏa hoặc số tiền thu được từ tài sản của Nga không đủ để tài trợ cho khoản vay, thì chúng tôi sẽ phải xem xét cách chia sẻ gánh nặng của khoản vay. Moscow đã nhiều lần chỉ trích việc phương Tây đóng băng tài sản của Nga, cảnh báo Nga sẽ đáp trả nếu tài sản của nước này bị tịch thu. Tài sản và hoạt động kinh doanh của các công ty phương Tây ở Nga sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào tháng tới, tổng thống mỹ joe biden và những người đồng cấp nato dự kiến sẽ nhất trí về một hệ thống mới nhằm cung cấp trợ giúp an ninh và huấn luyện quân sự lâu dài cho các lực lượng vũ trang của ukraine tuy nhiên sau cuộc hội đàm với tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato hungary đã đồng ý không phủ quyết sự hỗ trợ của nato cho ukraine nhưng thủ tướng viktor orbán nhấn mạnh chính phủ của ông sẽ không cung cấp kinh phí và quân sự cho những nỗ lực hỗ trợ chung cho ukraine ông nói chúng tôi đã được đảm bảo rằng trong cuộc xung đột giữa nga và ukraine Hungary sẽ không phải tham gia các hoạt động quân sự bên ngoài lãnh thổ của mình ông nói hungary sẽ không đóng góp tiền bạc hay triển khai lực lượng tham chiến lãnh thổ hungary cũng sẽ không được sử dụng cho cuộc xung đột này thủ tướng orbán ca ngợi cuộc đàm phán khó khăn nhưng mang tính xây dựng với tổng thư ký stoltenberg tuy nhiên ông orbán cũng cảnh báo giai đoạn thử thách vẫn chưa kết thúc và tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ các quyết định phù hợp với lợi ích của hungary sau hội nghị thượng đỉnh nato chia sẻ với báo chí sau cuộc hội đàm tại budapest với tổng thư ký nato jens stoltenberg Thủ tướng Orbán nhấn mạnh Hungary không muốn ngăn chặn các quyết định của NATO, nhưng mọi hành động quân sự bên ngoài lãnh thổ NATO chỉ có thể mang tính chất tự nguyện và theo các quy định của khối. Các quốc gia đồng minh trong khối đều qua cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là mối đe dọa an ninh hiện hữu đối với châu Âu. Nhưng hầu hết trong số đó, bao gồm cả Mỹ, cũng rất thận trọng nhằm đảm bảo NATO không bị lôi kéo vào một cuộc xung đột ở mức độ rộng hơn với Nga. Liên minh quân sự NATO hoạt động trên cơ sở một cuộc tấn công vào bất kỳ đồng minh nào cũng sẽ nhận được phản ứng từ tất cả các đồng minh còn lại. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhất trí với quan điểm Hungary sẽ không tham gia vào kế hoạch của NATO. Ông và Thủ tướng Hungary đã thỏa thuận các phương thức để Hungary không tham gia vào sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine, nhưng không chia sẻ cụ thể các nội dung liên quan tới thỏa thuận này. Chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc của Hungary ngày càng trở thành cái gai đối với NATO và Liên minh châu Âu bởi chống lại những nỗ lực của các liên minh nhằm giúp đỡ Ukraine. Thủ tướng Orbán là một trong những nhà lãnh đạo châu Âu thân thiện nhất với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thường xuyên phản ứng gay gắt đối với các kế hoạch của các đối tác EU và NATO về việc hỗ trợ Ukraine. Chuyến thăm đến Budapest của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg diễn ra trong bối cảnh ông đang nỗ lực thuyết phục các nước thành viên liên minh cam kết tiếp tục cung cấp khoản hỗ trợ 40 tỷ euro, khoảng 43 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho Ukraine. Ông Stoltenberg cũng thúc đẩy kế hoạch sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington tháng tới để NATO đóng vai trò lớn hơn trong việc điều phối cung cấp vũ khí và huấn luyện lực lượng Ukraine. Hungary trước đó đã phản đối, cho rằng Kế hoạch này có thể kéo liên minh vào cuộc xung đột với Nga. Ngoại trưởng Hungary thắng trước mô tả kế hoạch này là sứ mệnh điên rồ. Budapest cho đến nay vẫn từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine và từng khiến các đồng minh thất vọng khi chặn viện trợ cho Kiev. Ông Stoltenberg tới Budapest một ngày sau hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các quốc gia sườn đông NATO tại thủ đô của Latvia. Tổng thống Hungary không tham dự hội nghị, dấu hiệu cho thấy bất đồng của nước này với nhiều quốc gia láng giềng về việc hỗ trợ Ukraine. Hội nghị này là một phần trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington nơi các thành viên sẽ nhất trí về gói hỗ trợ hàng năm cho Ukraine. Theo một cuộc khảo sát được công bố vào tháng 4, hàng trăm nghìn nam giới trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đã rời Ukraine hoặc đang sống ở nước ngoài kể từ khi xung đột bùng phát đầu năm 2022, khiến gần 3 phần tư công ty gặp phải tình trạng thiếu lao động. Các nghị sĩ Ukraine mới đây vừa đề xuất dự luật cho phép doanh nghiệp nộp ngân sách 500 đô la Mỹ hàng tháng đối với mỗi lao động nếu muốn được hoãn nghĩa vụ quân sự. Nghị sĩ đảng cầm quyền Ukraine Ông từ Micho Nataluka vừa cho biết trên Facebook, trong thời điểm này, hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào đều phụ thuộc vào khả năng dự đoán. Và câu hỏi đầu tiên khiến hầu hết các nhà sản xuất lo lắng hiện nay là liệu họ có thể giữ được những nhân viên quan trọng hay không. Theo đó, mọi doanh nghiệp phải nộp khoản phí quân sự phát sinh 20.000 hryvnia, 500 đô la Mỹ mỗi tháng, đối với một nhân viên mà họ muốn giữ lại để duy trì hoạt động, ông Nataluka nói. Cuộc tranh luận xung quanh việc huy động quân là chủ đề nhạy cảm ở Ukraine quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu quân nghiêm trọng ở mặt trận. Ukraine tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, chiến dịch tuyển quân của Ukraine đã đối mặt với một số các diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch. Ukraine đã thực hiện hàng loạt cải tổ trong thời gian qua, bao gồm cả việc hạ tuổi huy động trong nỗ lực bù đắp tình trạng thiếu nhân lực ở tiền tuyến. Vào tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã ký luật cho phép một số tù nhân gia nhập lực lượng vũ trang. Tổng thống Zelensky cũng ký thông qua đạo luật tăng mức phạt đối với những người trốn lệnh nhập ngũ. Hồi tháng 2, các hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu của Ukraine từng cảnh báo những cải cách trong nỗ lực tuyển quân của Kiev có thể giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế vốn đã gặp khó khăn của quốc gia Đông Âu. Những lo ngại của các doanh nghiệp ở Ukraine liên quan tới nguy cơ bị mất nhân sự để vận hành hoạt động sản xuất trong bối cảnh Kiev nhiều lần thừa nhận họ gặp khó khăn trong việc điều quân ra tiền tuyến trước lực lượng Nga đông đảo gấp nhiều lần về tiềm lực. Theo Reuters, giới chính trị Ukraine phải cân não để đảm bảo cân bằng giữa việc bổ sung nguồn lực ra chiến trường, đồng thời bảo vệ nền kinh tế trở nên mong manh và dễ sụp đổ trong thời chiến. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12 tháng 6 đã lên đường sang Italia để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7. Phát biểu với báo giới cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Tổng thống Biden sẽ ký một thỏa thuận an ninh mới với Ukraine nhằm khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với nước này trong tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Theo ông Sullivan, 15 quốc gia đã ký thỏa thuận an ninh này nhằm giúp Ukraine tăng cường năng lực gian đe phòng thủ. Thỏa thuận này sẽ bao gồm cam kết phối hợp với Quốc hội Mỹ trong vấn đề cung cấp tài chính cho Ukraine, nhưng không cam kết triển khai quân đội Mỹ ở Ukraine. Nhà Trắng trước đó thông báo Tổng thống Biden sẽ tiếp tục có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh G7. Theo một quan chức Mỹ, dù Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ ký thỏa thuận an ninh song phương mới, nhưng vị Tổng thống Mỹ trong tương lai vẫn có thể xóa bỏ thỏa thuận này. Trong khi đó, khả năng ông Donald Trump, đối thủ chính của ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, tái đắc cử là rất cao. Hiện ông Trump chưa nói rõ liệu ông có tiếp tục ủng hộ Ukraine hay không. Nhưng ông cho biết sẽ khuyến khích Nga tấn công các nước thành viên NATO không đóng góp đủ cho chi tiêu quốc phòng. Theo một quan chức Mỹ, các cuộc đàm phán về thỏa thuận song phương mới giữa Mỹ và Ukraine đã bắt đầu vào mùa thu năm ngoái, nhưng Washington đã không thể hoàn tất đàm phán trong khi chờ Quốc hội thông qua khoản viện trợ bổ sung trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Ngay khi khoản viện trợ được thông qua, quá trình đàm phán đã được đẩy nhanh. Tuy nhiên, thỏa thuận mới sẽ không bao gồm bất kỳ cam kết nào về việc sử dụng các lực lượng của Mỹ để bảo vệ Ukraine. Thỏa thuận này cũng sẽ phát thảo tầm nhìn về cách Mỹ và các đồng minh hợp tác với Ukraine để tăng cường khả năng phòng thủ và ngăn chặn các hành động tấn công từ Nga trong tương lai. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhưng vẫn đang chờ Ấn Độ chính thức xác nhận. Các nhà lãnh đạo G7 đến dự hội nghị lần này sẽ tìm kiếm giải pháp cho nhiều vấn đề cấp bách nhất của thế giới trong khi họ đang phải xử lý rất nhiều vấn đề trong nước. Các cuộc thăm dò cho thấy Thủ tướng Anh Rishi Sunak có thể sẽ mất quyền lực trong cuộc bầu cử quốc gia vào tháng tới. Trong khi lãnh đạo Pháp và Đức đang quay cuồng với thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử châu Âu vừa qua, Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italia diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 6 và dự kiến sẽ thảo luận các chủ đề bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, mất cân bằng thương mại với Trung Quốc, các mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo và các thách thức phát triển ở châu Phi. Lãnh đạo các nước G7 cũng dự kiến sẽ công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt mới nhắm tới các thực thể và mạng lưới hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Chính phủ Ukraine dự tính sẽ tư nhân hóa một loạt công ty để lấy tiền cho chi tiêu quân sự và ổn định nền kinh tế. Đối với một đất nước đang có xung đột, đây sẽ là một thách thức lớn, Bắt đầu từ mùa hè này, chính phủ Ukraine sẽ bán đấu giá khoảng 20 công ty nhà nước, bao gồm Hotel Ukraine, một khách sạn biểu tượng lâu đời ở thủ đô, một trung tâm mua sắm lớn ở Kiev, cùng một số công ty khai thác mỏ và hóa chất. Việc thúc đẩy tư nhân hóa có hai mục tiêu chính, đó là huy động tiền cho ngân sách nhà nước đang thiếu 5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay để chi tiêu quân sự và củng cố nền kinh tế đang suy yếu của Ukraine bằng cách thu hút đầu tư. Tuy nhiên, việc tư nhân hóa sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể đối với một quốc gia đang xảy ra xung đột. Ông Levgen Baranov, giám đốc điều hành công ty đầu tư Dragon Capital, có trụ sở tại Kiev nói rằng tư nhân hóa sẽ chỉ có hiệu quả nếu chính phủ đóng vai trò là người bán có trách nhiệm, có thể đưa ra sự đảm bảo và bồi thường cho những người mua tiềm năng nhận thức được việc các nhà đầu tư có thể ngần ngại do xung đột đang diễn ra. Chính phủ Ukraine chỉ đặt ra mục tiêu khiêm tốn là bán số tài sản trị giá khoảng 100 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Đây chỉ là một con số rất nhỏ so với các gói viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la Mỹ mà các đồng minh phương Tây gửi cho Kiev. Các quan chức và chuyên gia Ukraine thừa nhận, do những rủi ro trong xung đột, tài sản có thể sẽ chỉ bán được với giá thấp hơn so với trước thời điểm tháng 2 năm 2022 nhưng họ hy vọng việc tư nhân hóa sẽ thúc đẩy nền kinh tế bằng cách tạo thêm việc làm và thu thuế cũng như mang lại nhiều đầu tư hơn. Đây là vấn đề cấp bách. Ông Michel Lukasenko tại Aqua, công ty luật tư vấn về tư nhân hóa ở Ukraine cho biết, nhà nước đang rất cần tiền, nếu không bán ngay bây giờ và kiếm tiền thì chẳng bao lâu nữa sẽ không còn gì để bán vì tài sản sẽ bị phá hủy hoặc bị chiếm giữ. Ông Vitaly Kovan, người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine cho biết, Quỹ Tài sản Nhà nước sẽ quảng bá việc tư nhân hóa tại một hội nghị ở Berlin của Đức trong tuần này, tập trung vào sự phục hồi của Ukraine. Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine hiện đang tiến hành phân loại để xác định doanh nghiệp nào nên được tư nhân hóa, thanh lý hoặc tiếp tục để nhà nước kiểm soát. Mục tiêu cuối cùng là chính phủ sẽ chỉ giữ nguyên quyền kiểm soát 100 công ty. Theo ông Kovan, Ukraine hiện không có đủ vũ khí để ngăn chặn các nhà máy của mình bị phá hủy hoặc chiếm giữ trong xung đột và cần nhanh chóng bán bớt tài sản để mua thêm đạn pháo và hệ thống phòng không. Hồi tháng 4, tên lửa của Nga đã phá hủy một nhà máy điện do Senchenego vận hành, một trong những công ty mà Ukraine hy vọng tư nhân hóa. Ông Baranov nói, hiện giờ Ukraine không có nhiều thứ để bán chuyện say những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây Reuters đưa tin thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm 12 tháng 6 lần đầu xác nhận rằng nước này sẽ rút khỏi tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO liên minh quân sự do nga dẫn dắt và cáo buộc các thành viên CSTO đã cùng với Azerbaijan lên kế hoạch cho một cuộc chiến chống lại đất nước ông thủ tướng Pashinyan Người đã cố gắng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) từng cho biết vào tháng 3 rằng, Armenia, vốn là đồng minh thân cận của Nga, sẽ rút khỏi CSTO trừ khi liên minh quân sự này nêu chi tiết cam kết duy trì an ninh của đất nước ông một cách thỏa đáng. Reuters dẫn nguồn hãng thông tấn Armenian Press cho biết, phát biểu hôm 12 tháng 6 của Thủ tướng Pashinyan với các nghị sĩ Armenia cho thấy, ông cảm giác mình chưa nhận được cam kết như vậy và quyết tâm rút khỏi CSTO. Ông Pansinian nói: Chúng ta sẽ rời đi, chúng tôi sẽ quyết định khi nào nên rời đi. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không quay lại. Vốn là một nhà báo, ông Pansinian lên nắm quyền từ năm 2018, sau các cuộc biểu tình trên đường phố khiến những chính trị gia thân thiết với Nga phải ra đi. CSTO có trụ sở chính tại Moscow, gồm các thành viên Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Belarus và Armenia. Khối này cho biết Họ đang chờ Armenia làm rõ lập trường của mình. Theo hiệp ước của CSTO, hành động gây hấn chống lại các thành viên trong liên minh này được coi là tấn công vào tất cả các thành viên còn lại. Tương tự như điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, CSTO cũng có tham vọng trở thành đối trọng của NATO. Thủ tướng Pashinyan đang chịu áp lực từ những người biểu tình không hài lòng về điều mà họ cho là nhượng bộ đất đai không thể chấp nhận, nhằm tiến tới thỏa thuận hòa bình khó khăn với Azerbaijan. Ngày 12 tháng 6, ông Pansinian cho biết thỏa thuận này đã sắp hoàn thành, dù còn một điểm vướng mắc. Mối quan hệ giữa Nga và Armenia trở nên căng thẳng kể từ khi Azerbaijan giành lại khu vực ly khai Nagorno-Karabakh vào tháng 9 năm ngoái bằng vũ lực, bất chấp sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở đó. CSTO không can thiệp và hành động quân sự của Azerbaijan khiến hơn 100.000 người dân tộc Armenia ở Nagorno-Karabakh phải chạy sang Armenia. Trang tin Bloomberg dẫn một tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Jolie ngày 11 tháng 6 cho biết, chính phủ Canada đang sẵn sàng công bố một chiến lược bắc cực mới nhằm ứng phó với những gì mà họ cho là mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga trong khu vực. Theo bà Melanie, Canada sở hữu diện tích tại khu vực Bắc Cực lớn thứ hai trên thế giới sau Nga, nhưng hiện diện của nước này tại đây, nếu so về mặt dân số, quân sự và cơ sở hạ tầng, lại ít hơn nhiều so với Moscow. Chính vì vậy, khi tình hình địa chính trị ở Bắc Cực thay đổi nhanh chóng, Canada cần hành động. Bà Melanie lưu ý, chúng ta cần đánh giá lại, chúng ta không còn ở trong điều kiện Bắc Cực cao, căng thẳng thấp, vốn là chính sách đối ngoại của Canada trong một thời gian dài và của Hội đồng Bắc Cực. Chính sách Bắc Cực cao, căng thẳng thấp, vốn dựa trên mối quan hệ tương đối bình lặng và hợp tác giữa 8 quốc gia thành viên của Hội đồng Bắc Cực trong những thập kỷ gần đây. Nữ Ngoại trưởng Canada tiết lộ rằng Tài liệu chính sách sắp tới sẽ ảnh hưởng phần nào từ việc Thụy Điển và Phần Lan đã gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, cho phép các nước này xây dựng kiến trúc an ninh mạnh mẽ hơn ở Bắc Cực. Thông báo này được đưa ra 2 tháng sau khi Bộ Quốc phòng Canada công bố bản cập nhật chính sách quốc phòng, trong đó nhấn mạnh rằng nhiệm vụ cấp bách nhất đối với Canada là khẳng định chủ quyền ở các khu vực phía Bắc và Bắc Cực. Đại sứ Nga tại Ottawa, Oleg Stepanov, trả lời hãng tin Sputnik ngày 12 tháng 6 Chúng tôi không coi Canada là một mối đe dọa ở Bắc Cực, nhưng rõ ràng là sẽ phải tính đến khả năng thay đổi chính sách của Ottawa, cũng như sự phối hợp và lập kế hoạch chung với Mỹ và trong NATO về vấn đề này. Nếu nội các của Thủ tướng Trudeau có quan điểm đối đầu với Nga ở Bắc Cực, thì trước hết, điều đó sẽ gây bất lợi cho an ninh của Canada. Theo ông Stepanov, sự thay đổi như vậy sẽ phản ánh một chính sách bất lợi cho Canada khi vô tình đối đầu với một nước láng giềng vốn là một cường quốc quân sự lớn như Nga. Từ lâu, Bắc Cực đã trở thành một khu vực gây tranh cãi. Theo nhà ngoại giao Nga, Moscow vẫn luôn duy trì quan điểm tìm cách tránh bất kỳ hành động quân sự hóa nào trong khu vực. Bất kỳ nỗ lực nào của NATO nhằm mở rộng lực lượng tới Bắc Cực sẽ gặp phải phản ứng quân sự thích đáng từ Nga. Đại sứ Stepanov nhấn mạnh. Nga nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc NATO gia tăng các hoạt động quân sự ở Bắc Cực, cho rằng các hoạt động này làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột ngoài ý muốn trong khu vực. Nga cũng từng gợi ý khả năng rút khỏi Hội đồng Bắc Cực nếu hoạt động của cơ quan này không đáp ứng được lợi ích của mình. Hôm 12 tháng 6, theo giờ Mỹ, chủ tịch Hạ viện Mỹ Maj Johnson đã gặp các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa để bắt tay vào nghị trình đầy tham vọng có thể áp dụng nếu ông Donald Trump tái đắc cử và Đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát thượng viện. Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang ngày càng tự tin về viễn cảnh ứng viên của đảng này là ông Donald Trump quay lại nhà trắng vào tháng 11, cũng như khả năng chiến thắng của đảng này trên đường đua lưỡng viện quốc hội. Theo tờ The Hill, sự tự tin này dựa trên thực tế tỷ lệ người dân ủng hộ Tổng thống Joe Biden đang thấp, và họ muốn xây dựng nghị trình làm việc ngay từ bây giờ để sẵn sàng cho sự chuyển giao quyền lực vào tháng 1 năm 2025. Cảm thấy thế đa số đang trong tầm tay, các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa bắt tay xây dựng nghị trình mới một khi kiểm soát thượng viện. Thượng nghị sĩ John Cornyn, bang Texas, người đang chạy đua để trở thành thủ lĩnh đảng Cộng Hòa kế tiếp tại thượng viện, liệt kê những mục tiêu của ông trong trường hợp Đảng Cộng Hòa kiểm soát Nhà Trắng lẫn Quốc hội trong năm sau. Theo kế hoạch, phe Cộng Hòa tại Thượng viện muốn tiếp tục việc cắt giảm thuế từ thời ông Trump làm Tổng thống, tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, giảm những khoản chi bắt buộc của chính phủ để giảm nợ công. Trước đó, có nhiều cử tri trên khắp nước Mỹ được xác định là ủng hộ Đảng Dân Chủ hơn Đảng Cộng Hòa. Nhưng 4 năm sau nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, khoảng cách đó đã thu hẹp lại và tỷ lệ ủng hộ của cử tri Mỹ đối với hai đảng này gần như ngang nhau. Theo một báo cáo mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew, Đảng Cộng Hòa đã đạt được những lợi ích đáng kể trong số cử tri không có bằng đại học, cử tri nông thôn và cử tri theo đạo tiên lành da trắng. Đồng thời, Đảng Dân Chủ đã nắm giữ được nhóm cử tri quan trọng, chẳng hạn như cử tri da màu, cử tri trẻ tuổi, đồng thời giành được chỗ đứng với các cử tri có trình độ đại học. Báo cáo đưa ra một góc nhìn về cách cử tri thay đổi sự ủng hộ đảng phái đã diễn ra như thế nào trong ba thập kỷ qua. Carol Doherty, giám đốc nghiên cứu chính trị tại Pew, cho biết. Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa luôn rất khác nhau về mặt nhân khẩu học. Nhưng giờ đây, họ khác biệt hơn bao giờ hết. Ông Donald Trump từng là tổng thống ít được yêu thích nhất và bị gần 2 phần 3 người dân Mỹ chỉ trích vào thời điểm ông rời nhiệm sở. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm, mức độ yêu thích của công chúng dành cho ông đang ngày càng gia tăng. Qua hàng loạt cuộc thăm dò dư luận, tỷ lệ ủng hộ cựu tổng thống Trump dường như đã ổn định ở mức cao hơn 3 năm trước. Quan điểm về ông được cải thiện một cách khiêm tốn trong dư luận Mỹ nói chung nhưng thực sự đã tăng đáng kể trong nhóm người Mỹ da màu, gốc Latin, cử tri trẻ tuổi và người thuộc tầng lớp lao động. Truyền thông Israel và phương Tây cáo buộc lực lượng Hamas đang gây khó khăn cho tiến trình đàm phán tiến tới thỏa thuận ngừng bắn bằng việc đưa ra yêu cầu điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong đề xuất ngừng bắn mà tổng thống Mỹ công bố và được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ. Theo Đài Phát thanh Can của Israel, một trong những yêu cầu mà Hamas đưa ra như điều kiện để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn là phải có sự đảm bảo của ba nước Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đối với thỏa thuận. Bên cạnh đó, Hamas cũng yêu cầu một lộ trình thời gian cụ thể cho lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, đồng thời rút quân đội Israel ra khỏi toàn giải Gaza, bao gồm cửa khẩu Rafah và hành lang Philadelphia, phân cách giữa giải Gaza và bán đảo Sinai của Ai Cập thay vì chỉ rút khỏi các khu vực đông dân cư ở Gaza trong giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn ba giai đoạn được tổng thống Mỹ Joe Biden công bố ngày 31 tháng 5 và được nghị quyết ngày mùng 10 tháng 6 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ. Nguồn tin Israel khẳng định giới chức nước này và Mỹ đã bác bỏ yêu cầu thứ nhất của Hamas về vai trò bảo trợ thỏa thuận ngừng bắn của ba nước Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên chưa rõ quan điểm cụ thể của Mỹ và Israel đối với các yêu cầu mới bổ sung khác của Hamas. Trong một tuyên bố với báo giới tại Qatar chiều qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng xác nhận Hamas đã yêu cầu bổ sung một số nội dung mới vào đề xuất ngừng bắn, trong đó có những yêu cầu được đánh giá là không khả thi. Liên quan đến căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban, lực lượng phòng vệ Israel tối qua xác nhận Phong trào Hezbollah ở Liban trong ngày đã bắn tổng cộng 215 quả tên lửa các loại sang khu vực miền Bắc Israel, đánh dấu ngày tấn công ác liệt nhất của nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn sang lãnh thổ Israel kể từ đầu đợt giao tranh qua biên giới bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel đã bắn hạ một số lượng đáng kể vũ khí của Hezbollah, số còn lại chủ yếu rơi vào khu vực chống chảy và không gây ra bất kỳ thương vong nào quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích dữ dội vào miền nam Liban, phá hủy nhiều mục tiêu của Hezbollah như các cấu trúc quân sự, kho chứa, bệ phóng tên lửa. Nhiều nhà phân tích lo ngại, cục diện đối đầu giữa Israel và Hezbollah đang ngày càng tiến gần hơn tới một cuộc xung đột toàn diện, tương tự như cuộc chiến thảm khốc mùa hè năm 2006 khiến hàng nghìn người thương vong. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào điểm yếu của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ông Serhiy Holubsov, tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, hôm 10 tháng 6, cường kích Su-25 của chúng tôi đã được nâng cấp và hiện có thể thả bom dẫn đường tăng tầm Hammer. Ukraine đang sử dụng rất thành công loại bom này. Ông Holubsov cho biết, vào thời điểm xung đột nga ukraine bùng phát, Kiev đã có sẵn kho bom đạn không dẫn đường dành cho cường kích Su-25. Tuy nhiên, số đạn này nhanh chóng cạn kiệt trong năm đầu tiên của chiến sự. Mỹ sau đó chuyển giao cho Ukraine khoảng 4.000 rocket không đối đất Juni để trang bị cho chiến đấu cơ Su-25. Dù vậy, số rocket Juni giờ cũng đã cạn trong khi việc sản xuất thêm chúng là điều không khả thi, vì phương Tây đã chuyển sang tập trung chế tạo vũ khí có độ chính xác cao. Ngày 11 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video được mô tả là UAV Lancet của nước này phá hủy máy bay cường kích Su-25 Ukraine ở trong căn cứ quân sự. Đoạn video do một UAV trinh sát quay lại cho thấy Lancet lao thẳng xuống chiếc Su-25 đậu tại đường băng, gây ra vụ nổ lớn như cầu lửa. Nga không nêu rõ địa điểm xảy ra vụ tấn công. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga vào cùng ngày tuyên bố Moscow đã phá hủy một chiếc Su-27 và một chiếc Su-25 của Ukraine tại các căn cứ của đối thủ. Lancet hoạt động theo cơ chế mang thuốc nổ bay lơ lửng trên không trung và liên tục tìm kiếm mục tiêu. Khi mục tiêu được xác nhận, UAV sẽ tấn công tự sát như cơ chế của một tên lửa không đối đất. UAV này được đặt tên là Lancet, tức là dao mổ, vì khả năng tấn công mục tiêu chính xác cao như trong một cuộc phẫu thuật. Lancet là một trong những máy bay không người lái tấn công tối tân nhất của Nga, do Zala Aero Group, công ty thành viên của tập đoàn quốc phòng Kalashnikov, phát triển với nhiệm vụ trinh sát và tấn công mục tiêu quân sự. Máy bay không người lái được thiết kế nhỏ, nhẹ và làm bằng vật liệu composite nên gần như vô hình trước radar phòng không truyền thống. Máy bay có trọng lượng khoảng 12 kg, mang theo đầu đạn nặng 3 kg. Lancet 3 có tốc độ ấn tượng vào khoảng 110 km/h, bán kính tiêu diệt mục tiêu là từ 40 đến 80 km. Nó có thể hoạt động trên không với thời gian khoảng 40 phút. Khi nhận lệnh tiêu diệt mục tiêu, Lancet sẽ lấy độ cao và đâm thẳng vào mục tiêu với vận tốc cực đại là 300 km h Trong khi đó, Su-25 là máy bay cường kích chống tăng do hãng Su Khôi phát triển với nhiệm vụ hỗ trợ tác chiến tầm gần cho quân đội Liên Xô. Trong cuộc xung đột đang diễn ra, Su-25 được coi là máy bay chủ lực giúp lực lượng Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công từ Nga. Máy bay sử dụng hai động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ tối đa 950 km một giờ, vận tốc leo cao có thể đến 58 m một giây. Trần bay tác chiến là từ 5.000 m đến 7.000 m và tối đa là 10.000 10 m. Su-25 có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm pháo cỡ nòng 30 mm GSH-2-30, bom dẫn đường bằng laser KAB-500, bom chùm 250 và 500 kg. Ngoài ra, Su-25 cũng được trang bị một số loại tên lửa để chiếm ưu thế trên không. Denis Pusilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, vừa qua nói rằng quân đội Nga gần đây liên tục giành được lợi thế ở mặt trận Adipka. Ông Pusilin nói với hãng tin TASS của Nga, các binh sĩ Nga gần đây đã kiểm soát thêm hai khu định cư Netalovo và Umanskoye đồng thời củng cố vị trí phòng tuyến ở hướng Ocheritino. Netalovo và Umanskoye dù chỉ là những khu định cư nhỏ nhưng quan trọng. Kênh Dovka cũng cho biết, tính đến cuối ngày 11 tháng 6, quân đội Nga đã chiếm hoàn toàn Novo Alexandrovka và kiểm soát phần lớn ngôi làng Sokol trên mặt trận Aydivka. Theo hướng Aydivka, trước sức tấn công mãnh liệt của Nga, quân đội Ukraine đã tháo chạy khỏi Novo Alexandrovka. Bên cạnh đó, lực lượng Moskva đã chiếm được phần lớn làng Sokol và tiếp tục tiến dọc theo chuỗi các làng Evgenovka, Voskhod, Sokol. Tại đây, các binh sĩ Nga đang dần buộc đối phương phải ngừng kháng cự ở Evgenovka. Tuy nhiên, Ukraine sẽ phải bằng mọi giá giữ cho được Voskhod. Trong khu vực này, lực lượng Kiev đã lên kế hoạch chờ đợi cuộc tấn công của Nga vào Evgenovka từ Ocheritino và phòng thủ nghiêm túc. Nhưng lực lượng Moscow đã không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Xa hơn một chút về phía nam của khu vực nói trên, Ukraine cũng thất bại trong việc nỗ lực kiềm chế bước tiến của đối phương tại Novoprokovsky. Các binh sĩ Nga đã giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô của khu định cư chiến tuyến đang dần chuyển sang Novoselovka 1, điểm tiếp tế quan trọng nhất của nhóm Ukraine. Trước cuộc tấn công vào ngôi làng, quân đội Nga bằng cách tấn công từ làng Umaskoye cũng buộc Ukraine phân tán lực lượng và phân tâm khỏi việc bảo vệ điểm hậu cần quan trọng nhất. Cũng tương tự như Adipka, các lực lượng Nga dường như đã đạt được kết quả lớn tại Chachovya, miền đông Ukraine khi bắt đầu tiến vào trung tâm thị trấn chiến lược này. Còn tại Ukraine Pravda dẫn lời các nguồn tin quân sự cho biết, Nga đã kiểm soát được một quận của Chachovya dọc theo con kênh chạy qua thị trấn. Nguồn tin cho biết, quân đội Nga đang sử dụng bom dẫn đường để dọn sạch các vị trí phòng thủ của Ukraine xung quanh Chachovya. Nguồn tin của Ukraine pravda đã nói, với sự hỗ trợ của tên lửa tầm xa và máy bay không người lái, quân đội Nga đã bắt đầu tiến về phía trước và xây dựng các điểm phòng thủ của họ ở Chachovya. Trong khi đó, sư đoàn dù 98 của Nga trong một bài đăng trên Telegram cho biết, lực lượng Ukraine đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo các đơn vị của chúng tôi không di chuyển qua con kênh và chiếm giữ các vị trí ở quận bên ngoài thị trấn. Đoạn video do cả hai bên đăng tải cho thấy các đơn vị bộ binh đang tiến qua khu vực gần như bị phá hủy của trung tâm Chashovya. Ukraine từ lâu đã dự đoán trước một bước tiến của Nga trên chiến trường và tư lệnh quân đội Ukraine, Thượng tướng Oleksandr Shishky cho biết các lực lượng của Moscow đặt ra mục tiêu giành quyền kiểm soát Chashovya bằng mọi cách. Thời gian vừa qua, Ukraine đã triển khai máy bay không người lái, tên lửa và các loại vũ khí khác để truy đuổi các tàu chiến Nga, bao gồm cả các tàu nhỏ hơn như tàu kéo. Đầu năm nay, giới chức Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đã đánh chìm hoặc vô hiệu hóa 1 phần 3 tổng số tàu chiến Biển Đen của Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Nga được cho là đã mất xoáy hạm Moscow trong một cuộc tấn công bằng tên lửa Neptune do Ukraine sản xuất ngay từ đầu cuộc xung đột. Kiev cũng tuyên bố hạ gục một tàu ngầm lớp Kilo của Nga trong cuộc tấn công bằng tên lửa Storm Shadow vào tháng 9 năm 2023. Ông Robert Muret, cựu phó đô đốc Hải quân Mỹ cho rằng, trái ngược hoàn toàn với những thành quả đáng kể mà Nga giành được trên bộ, Ukraine đã giành chiến thắng phần lớn trong trận chiến Biển Đen. Bình luận về vấn đề này, nhà phân tích của Trung tâm Chính sách An ninh có trụ sở ở Washington, Maya Kalin cho biết trên tạp chí The National Interest rằng, Thiệt hại nặng nề đã làm giảm sự hiện diện của hải quân Nga xung quanh bán đảo Crimea. Bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế, Nga có kế hoạch phát triển 50 tàu chiến mới vào cuối năm 2024, bao gồm tàu ngầm, tàu hộ tống, tàu khu trục và tàu tên lửa. Những nỗ lực này của Moscow nhằm mục đích thay thế các tàu đã bị thiệt hại và tăng cường năng lực hải quân nước này. Sau những tổn thất nặng nề kể trên, liệu Hải quân Nga có thể lội ngược dòng hay không? Liệu 50 tàu chiến mới đang được phát triển một khi được đưa vào biên chế có giúp Hải quân Nga khôi phục sức mạnh của mình hay không? Theo bà Kalin, do ưu tiên chiến đấu ở tiền tuyến ở Ukraine, năng lực phục hồi và tăng cường sức mạnh cho Hải quân Nga được cho là rất hạn chế, trong khi các biện pháp trừng phạt quốc tế áp đặt lên điện Kremlin ngày càng làm giảm vị thế kinh tế của Nga. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga Viktor Yevtukov, bất chấp nhiều khó khăn, Nga vẫn có kế hoạch trang bị thêm khoảng 50 tàu chiến và tàu hỗ trợ cho hải quân nước này vào cuối năm 2024. Theo đó, nếu mọi việc thuận lợi, hải quân Nga sẽ nhận được thêm tàu ngầm, tàu hộ tống, tàu khu trục và tàu tên lửa nhỏ. Tuy nhiên, theo bà Kalin, mặc dù việc bổ sung đúng tiến độ, đúng thiết kế các tàu tuần tra cỡ lớn, cũng như các tàu chiến và tàu hỗ trợ có thể tăng cường sức mạnh cho hạm đội đang suy giảm của Nga thì hải quân nước này vẫn còn lâu mới có thể gượng dậy. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên VTC News ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.